Chuyện lâu rồi giờ mới kể nha. Đây là lúc mà Tết Tây đó. Tết Tây lễ hội hoa ở Sa Đéc đó. Ta nói nghe phong phanh là có nhiều cây, nhiều tỏi. Cái bắt đầu em phóng xe từ Tiền Giang vượt xa xôi qua tới Sa Đéc. Rồi ôm mộng nhìn nhiều cái cây nhiều tỏi. Đi mấy tiếng đồng hồ văng nắng lúc 12 giờ trưa qua tới bên đây nữa. Rồi em kiếm hoài, em nhìn hoài. Tại nó không có ghi bảng giá cho nên nhìn hoài không biết cây nào là bao nhiêu tỏi hết. Mà không có cây nào mà em thấy nó được nhiều tỏi đâu. Đó, anh chị nhìn giùm em đi. Nhìn giùm em thử coi cái cây nào mà nó nhiều tỏi đâu. Em không biết cây nào hết. Nhưng mà đây là khu trưng bày của tất cả các tỉnh về thành phố Sa Đéc nha. Để tham dự cái mà festival hoa của Sa Đéc đó. Đó, văng nắng, văng nôi về ăn Tết Tây với gia đình ở Tiền Giang. Không đâu, không ở nhà ăn đâu. Mà còn điều quan trọng đó là ngay cái đám giỗ luôn. Ngay cái ngày đám giỗ của ông nội em luôn. Đó, mà em nghe đồn là nó rất rất đẹp và rất rất là sang xịn. Nó văng nắng văng nôi chạy qua nhìn giáo giác đi quay cái này là gần 10 phút luôn đó. 10 phút xe ngồi trên xe đó, chạy xe mà quay là 10 phút là cũng là nhiều rồi đó chứ không phải là ít đâu. Mà ta nói nó em nhìn hoài mà chắc con mắt của em nó không có trình độ cho nên là em không có nhìn được cái nào có giá trị, cái nào không có giá trị. Nhưng em chỉ thích nhất là mấy cặp bưởi. Trời ơi, ta nói mấy cặp bưởi nó vàng ôi thôi là vàng luôn. Cái đó mà xẻ ra cái chấm muối Tây Ninh, trời ơi chắc nhất cái nách quá trời luôn đó. Còn đây là toàn là mai cây cảnh khắp nơi luôn đó. Thấy chưa, cái cây này nó quá trời bự luôn, bự cổ thụ luôn đó. Nó rồi nhìn mãi mê luôn. Mà hên là đi xe nha, em mà lội bộ nó chắc có môn là không biết tới chừng nào nó mới được về tới nhà luôn. Ngồi trên xe không là nó quay hết gần 10 phút rồi đó, tàn vậy đó. Mà cũng nuốt hết của em là 8 phút mấy, gần 10 phút. Đó, cái cặp bưởi mà em nói đó. Ta nói cha mẹ ơi, cái cặp bưởi ta nói nó to mà nó đẹp, mà nó chín vàng ươm luôn. Đó, cái đó mà gọt ra chấm muối, ta nói chảy nước miếng. Rồi bây giờ thu âm lại mà nước miếng của em nó chảy xuống tới dưới đất luôn. Đó, đây là cái khu công viên. Đó, khu công viên thành phố Sa Đéc nha. Đó, em địa rồi mà em không chấm được cặp nào hết trơn á, không có mua được cái gì hết trơn á. Vì sao có tiền đâu mà mua, đi coi cho biết với người ta thôi. Mà có ai như em không, quay từ bữa Tết Tây mà hôm nay là 23 Tây, có nghĩa là 23 ngày rồi mà bây giờ em mới thu âm lại để mà chuẩn bị up lên cho anh chị coi. Thì ta nói nó bây giờ ở thành phố Bến Tre của em nó đang chuẩn bị lên chợ hoa cũng tương đối như vậy luôn rồi nè. Đó, rồi bây giờ ai coi cái này mà thấy hết á, cho em một tim đi, một chia sẻ đi. Rồi tối nay em sẽ đi cái hội chợ của Bến Tre, cái ẩm thực làng quê của Bến Tre, em up cái video tiếp theo cho ngày mai cho anh chị xem nha. Ta nói hôm nay là Bến Tre khai trương ngày đầu tiên luôn này nha. Cái hội chợ và cái ẩm thực dân gian đó, ẩm thực chợ quê đó. Nó bây giờ cái video này đầu tiên đi, thì ai thương tình xin cho em một like, một tháng tim, một sao chép nâng kết đi nè. Đợi ca dở mà ca hoài má.
Nó thôi coi như là buổi chiều em hơi nhảm nhí chút xíu để cho anh chị vui vẻ cho đời năng nổ nha. Đó, video này hơi dài nha, anh chịu khó coi giùm em đi. Tại vì em ngồi xe mà cũng là mất hết 8 phút mấy rồi. Nó mà em đang ghi âm, nó thấy chưa, em đang ghi âm mà thằng con của em nó 1, 2. Mẹ ơi, gọt thanh long cho con. Trời ơi, rồi cái video này là quảng cáo luôn cho lần đầu tiên trái thanh long có trong video của em. Mà thật tình ra là không có cái trái thanh long nào hết trơn đó. Em đang ghi âm không đó, mà thằng con em nó phá rồi. Thôi bây giờ thì chịu thôi. Rồi đây là gian hàng của tỉnh Bến Tre của em nha. Ôi, ta nói rồi, cây mai đó Tết nay khỏi bán luôn nếu như cái lễ hội này không bán được. Vì sao? Vì nó nở tè lét, tét lét hết rồi. Tết nay lấy bông đâu nữa mà nở, không thể nào nở được rồi. Đây là cái đầu. Cái đầu của cái phần mà công viên đó, công viên của thành phố Sa Đéc. Là đầu tiên đó là em lủi vô trong đó. Cái vô trong đó em đi mỏi chân quá, em không biết làm gì, em quay trở ra, em lên xe. Đó, tài xế xe chở cho em đi quay vòng vòng ở phía ngoài. Mà hên là đi xe không ra, chứ mà đi bộ là coi như là quay mệt nghỉ luôn. Đó, đây cây mai nữa đó. Đó, vậy đó, nơi khúm vậy đó. Đi bộ là mỏi chân mỏi cẳng luôn. Và đây là khúc em đi về sau 2 tiếng mấy đồng hồ bon chen từ Tiền Giang mà em đi qua bên Sa Đéc để nhìn ngắm nha. Và tạm biệt Sa Đéc nha, tạm biệt thành phố Sa Đéc nha. Em về Tiền Giang ăn tết tây đây, ăn đám giỗ đây. Bye bye thành phố Sa Đéc nhé. Nó xe cổ tấp nập luôn, mà em nói trong bụng nó hồi hộp bập, đang cầm cái điện thoại về mà ta nghe cái whoosh, không thấy hình ảnh đâu hết trơn là hiểu rồi nha. Hiểu liền là chuẩn bị tốn tiền mười mấy tỏi để ôm cái điện thoại mới nha. Nhưng mà hên cái điện thoại vẫn còn y nguyên, không có bị ai cướp hết, cho nên vẫn còn hình ảnh lưu lại để ngày hôm nay. Ngày hôm nay sau 23 ngày em up cái video này lên cho anh chị cô chú coi nha. Nếu thương tình cho em xin một like, một tim, một chia sẻ nha. Đó, ai thương nữa thì follow em nha. Chứ lúc gài em bị tuột huyết áp luôn rồi. Đó, cái kênh của em, cái follow của em nó tuột dốc luôn. Đó, video thì không ai thèm xem luôn. Rồi, tạm biệt mọi người, kết thúc video ở đây nha. Còn ai thương tình thì em sẽ làm cái video của thành phố Bến Tre, chợ quê thành phố Bến Tre. Bye bye.